Thái xin đến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thái xin đến chúc với ông bà, cô chú, anh chị cùng các bạn thật nhiều sức khỏe. Thì hiện giờ mình cùng với các chú từ thiện là đang làm nhà anh đi nha, cô chú anh chị. Đây, bây giờ là nó sắp hoàn thành đây. Tất nhiên là 4 giờ 30 tối, 4 giờ 30 sáng là tới giờ này là khoảng là 10 giờ thì cái nhà là nó gần hoàn thành rồi nha cô chú anh chị. Thì mời cô chú anh chị đi vô với mình để xem cái nhà là nó đã sắp hoàn thành rồi đây. Đó. Thì đây là cái chuẩn bị là xong rồi đó, dừng cái vách cổ buồng này rồi nha cô chú anh chị. Đây chú qua đó, mình đang cắt đây cái nhà này đó. Này mình đổ khoảng mấy giờ rồi chú qua, đổ được không? Tới chiều luôn đó hả? Nó thì rất là mau nghe cô chú anh chị. Bây giờ là có thể mình nói là nó đã rồi xong 70%. Thì bên đây là một cái cửa sổ. Đó. Bên đây là một cái cửa sổ nữa nha cô chú anh chị. Là hai cái cửa sổ. Thì ở đây thì mình sử dụng là cửa Đài Loan, là cửa lùa. Từ bên bển qua đây là sử dụng là cửa lùa. Thì mình cũng xin nhắc lại là cái nhà này là bề ngang là 5m, chạy dài là 15m. Cái chi phí lúc ban đầu mà tính đó là nó khoảng 170 triệu, nhưng mà do cái tình hình dịch đó cô chú anh chị thì giật giá nó lên, thì nó đã trên cái khoảng từ lúc ban đầu tính rồi cô chú anh chị. Thì cái nhà này nói chung ra thì mình cắt thì trong vòng 1 đến 2 ngày là xong, nhưng mà do cái tình hình dịch thì cái nhà này nó đã neo đến hôm nay là nó đã khoảng 6 tháng rồi cô chú anh chị. Đó, thì bây giờ các chú là tập trung qua đây làm thì trong vòng 2 ngày là xong nha. Nói chung ra cái nhà là dựng 1 ngày, còn thợ hồ là lót gạch lên là khoảng là 2 ngày nữa, là khoảng là 3 ngày là xong toàn bộ cái nhà này. Thì cái nhà này được dựng là ngày 15 là ngày rằm tháng 11 âm lịch mình nghe cô chú anh chị, là nhằm là ngày 18 đây tháng 12. Thì bây giờ mà quý vị và các bạn đi vô với mình thì tiếp tục. Đây là cái cổ buồng. Cái cổ buồng này là các chú từ thiện là làm đúng chỉ tiêu luôn nha. Là trước tiên là 8x8. 8x8 đúng chỉ tiêu luôn. Thì các chú làm ở đây quen rồi cô chú anh chị. Thì một người có một công việc. Đó, thì hợp tác với nhau nó rất là đồng bộ. Thì cho nên là cắt cái nhà nó rất là mau đó. Người thì dịnh than, người thì bắn, người thì cắt, nó người thì cắt sẵn vậy cô chú anh chị, cho nên là rất là mau đó. Thì bên đó một cửa sổ này, bên đây một cửa sổ, tiếp đến bên đây một cửa sổ, là hai cái cửa sổ, hai cửa sổ, đây một cửa sổ nữa là ba cửa sổ. Ba cửa sổ thì bên đây là cái đường đi luôn nha. Bên đây một cái cửa sổ nữa là bốn cái cửa sổ. Bốn cửa sổ thì gồm có là hai phòng. Đây một phòng. Tới cái cột này một phòng nữa là hai phòng nha cô chú anh chị. Tại vì nhà anh đi thì có bốn người, ba đứa con gái. Mình nên anh đi là đàn ông thì cho nên là phải ngăn ra làm hai phòng.
thì có toàn bộ là đi bên đây, cửa sổ là đi bên đây. Thì nhà có nhà vệ sinh luôn. Thì đây là cái khu vực, bên đây là cái khu vực nhà vệ sinh nha. Thì các chú là lấy khung sẵn hết đó. Thì cái nhà vệ sinh bên đây thì chừng đó thì thợ hồ em hỏi sẽ khoét cái lỗ để bồn cầu ở đây, cái lỗ để bồn cầu đây thì cho nước trôi xuống dưới luôn nha. Thì cái nhà nói chung ra thì nó đã hoàn thiện, bây giờ là đã 70% rồi đó, cô chú anh chị thấy. Thì anh đi thì hôm nay thì ở nhà thì không có đi làm nữa. Quá em ơi, đúng rồi, đúng đó đó. Y nóc, đúng rồi đó, cái này là quá đã luôn. Ừ. Đó thì mua là khó, mua cái này đi cho nên. Ừ. Tại vì cái này cái cửa nhà tắm nữa. Cửa nhà tắm nữa. Ừ. Thì anh đi thì hôm nay là không đi phụ hồ, rồi anh ở nhà đặng anh tiếp các chú từ thiện nha. Tại vì mình trước khi qua đây thì mình có liên hệ trước với anh đi rồi, để anh đi là ở nhà. Đó, thì cái nhà mình mà hôm nay các chú từ thiện làm gì vừa bụng không, đạt yêu cầu không? Quá im luôn, quá im luôn ha, mong ước từ quế lâu nay ha. Quá đã luôn đó. Thì các chú từ thiện làm á cô chú anh chị, thì công việc của mọi người thì người nào cứ làm, rồi khi mà mệt đó, thì nghỉ mệt thì các chú ngồi nghỉ mệt đó. Thì làm từ thiện mà tự do thì giờ này cũng gần giờ cơm nha. Giờ cơm thì cho nên là các chú cũng muốn đói rồi. Thì trong đây ồn thì cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Hồi sáng tới bây giờ thì mình thức sáng đêm, nhưng mà mình cũng thụ lai gai tiếp mấy chú và cô chú anh chị, chứ chưa có đi ngủ nữa đó. Thì đây là làm hai cái văn phòng đó, hai cái phòng, cái phòng ngủ chứ không phải là văn phòng nha đó. Thì các chú ở đây thì làm rất là mau. Thứ hai nữa làm từ thiện đó thì không có nợ công cô chú anh chị, để mà chống cái khu vực nào hay là khu vực nào thiếu thì các chú cứ tranh hòa với nhau mà lắp, làm cho nó lẹ công việc đó. Thì ở trên đó thì mình lập thiết đã xong hết rồi đây, ở trên lập thiết đồ đã xong hết. Thì lúc trước đó thì cũng có một số cô chú anh chị mạnh thường quân đó là có nói là khi nào mà các nhà anh y đó, thì có hỗ trợ thêm cho một món là đồ gia dụng trong nhà, chẳng hạn như tủ, bàn, ghế. Thì do tình hình dịch đó cô chú anh chị, từ ngày mà mình lên clip tới bây giờ đó thì cũng 2-3 clip rồi, không biết là kinh tế khó khăn hay gì, thì không có thấy là các mạnh thường quân đó ủng hộ hay hỗ trợ gì không, chưa nghe điện cô chú anh chị. Thì cho nên là nhà anh đi thì bây giờ nói chung ra thì được cái nhà mà cũng như là giường không nhà trống thôi, chứ cũng chưa có cái gì hết. Thì nếu cô bác anh chị nào có lòng hảo tâm muốn giúp cho gia đình anh đi thì cứ liên hệ nha, cứ liên hệ với mình hoặc là liên hệ với anh đi cũng được. Nếu như mà bà con mà muốn giúp cho anh á, liên hệ với anh là liên hệ cái số điện thoại nào của anh đó, anh đọc số điện thoại đi. 0374 0374 88 6817. Anh đọc lại một lần, đọc từ từ thôi, lớn lên. 0374 88 6817. Đó là cái số điện thoại của anh đi nha cô chú anh chị đó. Thì mình cùng với bạn khu vừa mình thì đã lo xong cái phần nhà này rồi. Thì nói chung ra thì cái khả năng thì mỗi một gia đình thì bạn mình đó thì có thể là hỗ trợ được bao nhiêu đó thôi, thì còn là bao nhiêu đó thì cũng rất là cần cái sự ủng hộ giúp đỡ của cô chú mạnh thường quân nha, cho có cái nhà cho nó có đủ điều kiện xíu cho cái cuộc sống của các cháu nó thoải mái hơn. Mình biết như vậy là kính mưa kính nắng thì các cháu đã mừng rồi. Tội nghiệp bé Hoa lắm cô chú anh chị. Thì khi thấy mình xuống đó, nói những câu nói rất là dễ thương. Tất nhiên là con mong chú từ ngày á nói tới vậy luôn á. Thì bây giờ là các chú là đang làm nha. Đang thì hàng lên đó. Tài xế xe rồi. Hả? Tài xế xe rồi. Tài xế xe ở bên quán. Vụ gì? Đây vụ sách hả? Mở cổ bên ngoài luôn. Mở cửa sau bên ngoài, bên tôi ngồi á. Nói chung ra thì cái đội thợ từ thiện này là đa năng luôn nha cô chú anh chị. Nhà cây cũng làm, mà nhà sắt cũng làm. Mà nói chung ra thì hàng thì chú nào hàng cũng được hết á. Hàng có bằng là
không ra mắt kiến luôn, mà phải là nhìn kỹ vô hàng nó mới chính xác nè. Thấy không? Đó. Các chú rất là dễ thương và dễ dãi nha cô chú anh chị. Để có yêu cầu gì làm là các chú làm cho mình liền. Thì đang cắt cái nhà đi nè, thì các chú hỏi là có cái mối nào nữa không? Có nữa thì nói với các chú, thì các chú sẽ tiếp tục là hỗ trợ cắt bếp. Đó, thì bây giờ là các chú là ngơ ngơ là chuẩn bị là sắp ăn cơm rồi cô chú anh chị. Tám tất tám hả? Tám tất tám hay gì? Tám tất mốt à? Cái này chú Ba đang làm kiểu nữa. Cái đội hình của mình đi bữa nay là bao nhiêu người vậy chú Ba? 19 hả? 19 cho chơi được 20 nữa hả? Bên 19 bên chú hả? 19 bên chú, bên con Ba nữa là 22 con với lính con nữa là tới 25 lận. Đông lắm. À. Thì mỗi một người có một không nha cô chú anh chị. Thì chú Ba là đang vẽ cái cổ buồng. Chú Ba thường nè vẽ cổ buồng này đẻ dữ lắm, bây giờ chú Ba là vẽ hoài à. Để cô... Thì đi làm với mấy chú thì rất là vui nha cô chú anh chị. Thì cho nên là cái đội từ thiện của chú Ba vui vẻ với nhau để là làm việc giúp người, giúp đời. Cho nên là các chú rất là hăng say đi làm. Hãy mà có việc như là chẳng hạn như các cầu hay là các nhà thì lúc nào cái đội hình của chú là cũng đầy đủ hết. Thì cái đội hình nói chung đi hôm nay là ít đó. Thường thì các đội, cái đội hình của mấy chú là đi từ 50 người lên không á. Không ngờ là mau như vậy. Để cho... cái cỏ kéo đúng rồi, nó phải lót xong rồi nó mới gắn, lót xong mới gắn được. Chứ bây giờ mình gắn đâu có được đâu. Nó lót xong rồi nó gắn. Tất nhiên là mình làm toàn bộ hết cái này đi. Phòng cửa phòng đồ rồi xong hết đi, rồi nó để cho hỏi nó qua, nó chỉ gắn cái cửa lớn là rồi à. Hai ngày là xong, nó lót trong vòng 2 ngày là xong rồi, chắn nó lót. Thì cái nhà này thì phải lót thêm một lớp nữa thì phải cần 2 ngày nữa ha. Thì hôm trước cô chú anh chị, thì trước khi cắt cái nhà này thì mình cũng có qua mình khảo sát, mình cũng có nhờ là thầy hiệu trưởng là cái trường Thạnh Lợi này để là hỗ trợ cho mình về cái mặt là chính quyền. Thì hôm nay mình qua thì nói chung ra thì nó thuận lợi toàn diện luôn đó. Là cũng trước tiên thì cũng cảm ơn thầy ha. Các chú từ thiện mà qua cắt được cái nhà cho anh đi, gì cảm giác của thầy như thế nào thầy? Nói chung thì qua thời gian mình cũng hay tin rồi, sớm muộn thì cũng thành công như thế này. Tuy nhiên thì mình rất là mong để hoàn thành sớm, để thứ nhất là trong cái mùa mưa vừa qua với cái nước cận kề xưng quề đó, khi mà được thấy các anh chị các chú qua đây để mà hoàn thành cái ngôi nhà cho chỗ học trò, thì nói chung với phương diện là nhà trường rất là mừng cho gia đình cũng như là mừng cho học sinh của trường trung học cơ sở Thành Lợi. Thì em cũng cảm ơn thầy ha. Cũng nhờ có cái trường này cô chú anh chị, thì những cái phần như là quan trọng cửa
hay là những cái đồ như mà ngoài mưa ngoài nắng không được đó cô chú anh chị, mình có thể là mình nhờ thầy mình gỡ trong trường ha. Thì một lần nữa thì cũng cảm ơn thầy rất là nhiều đã hỗ trợ về mọi mặt đó, là chẳng hạn như là mình đi qua đây cô chú anh chị, như là chuyến xe thì mình sợ nó mình chở nó hơi cồng kềnh thì cũng có nhờ thầy là xin phép là hỏi trước, thì bên đây là thầy cũng đã có giúp đỡ cho nên là mọi việc đều thuận lợi hết. Thì cũng cảm ơn thầy, thì cũng hôm nay thì cái đội từ thiện của các chú cũng cố gắng sẽ làm xong cái nhà hôm trong vòng hôm nay cho nó rồi luôn. Thì báo tin mời cho thầy như vậy, tại nãy cũng có hỏi chú ba nói là chắc tới chiều là rồi, nhưng mà còn cái phần là dán gạch nữa thì chưa có rồi, thì khoảng thêm 2 ngày nữa đó là cái nhà của học trò của thầy thì đã xong. Dạ thì nếu như mà sau này mà có học sinh nào mà học giỏi như con của anh đi chịu khó như anh đi thì thầy cứ giới thiệu với bạn cô vừa thì sẽ có thể là tiếp tục giúp cho địa phương mình nữa nha. Nghe thông tin thì rất là phấn khởi. Thôi nhân đây cũng xin thay mặt cho, cũng như là hôm nay không có địa phương, nhìn thay mặt cho địa phương cũng như là đại diện của nhà trường cũng như gia đình luôn, xin chân thành cảm ơn chỗ anh Khương, anh Thái và các cô chú đã quyên góp để hỗ trợ cho chủ gia đình anh Y cũng như là học trò của em Hoa. Và xin gửi lời chúc chỗ tất cả anh em trong trung đoàn lúc nào cũng khỏe mạnh và giúp đỡ được rất là nhiều cái mảnh đời như thế này để làm hành trang cho các em bước vào cái tương lai trong thời gian sắp tới thành công hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn thầy. Thì cái chương trình này á, thì của con vừa là cũng giúp luôn cái về cái phần học tập đồ của bé Hoa đó nha. Đúng rồi. Rồi cảm ơn thầy rất là nhiều nha. Nhờ có thầy mà tụi em mới thuận tiện là đến để là giúp đỡ cho gia đình của anh đi. Rồi cảm ơn thầy rất là nhiều. Cho phép xin lỗi này nha. Rồi một lần nữa cảm ơn. Rồi, thì mình bây giờ là mình xong cái vấn đề của thầy quý vị các bạn, là thầy là giúp đỡ rất là nhiều thì cũng rất là cảm ơn luôn. Thì bây giờ thì tiếp tục đó là các anh ở đây sẽ làm những cái cửa này, chuẩn bị là cửa này là mình làm 2 cái cửa buồn luôn nha cô chú anh chị, 2 cửa phòng chứ không phải là cửa buồn đó, chỉ có 2 cửa phòng thôi, 4 cái cửa sổ. Thì bây giờ mình sẽ lên nhà của ba cháu. Thì nói chung thì cái nhà này của anh Y được cắt lên đó cô chú anh chị, thì bà con ở đây người ta đi ngang thì ai cũng mừng. Lúc nãy thì cũng có nhiều bà cùng mấy một số cô giáo đi ngang nói cái nhà này cắt như vậy là đẹp, cao ráo. Mà đúng thì cái đội của từ thiện của chú Hoa này thì cắt nhà cô chú anh chị thì nói chung là rất kỹ, nhà của ai cũng vậy hết á, đều làm với cái tâm của mình đó cô chú anh chị. Chắc là em đó thì bây giờ bé Hoa là đang là ngồi chơi với chó hả? Mấy con chó của con sao chú thấy nó làm như nó muốn bệnh nha con? Nó hơi yếu quá ha. Rồi sáng tới giờ chị em ăn cơm chưa? Chưa. Chưa hả? Có qua thăm nhà mình chưa? Có. Có hả? Thấy sao? Đẹp. Đẹp rồi hả? Thích không? Chút nữa con với chú với chị con qua thăm nhà ha, khi mà các chú ăn cơm nào mình vô mình coi cái nhà mình sao, có dành phòng nào chưa? Chưa. Nhà mình được 2 phòng đó nha. Rồi, hai chị em con cúng cái này là gì? Sáng cúng để cắt nhà hay gì ạ? Dạ. Cúng tới giờ đó ha. Dạ. Hai cháu ngoan lắm nha cô chú anh chị. Thì bây giờ thì sắp giờ qua nhà mới rồi, thì nhà cũ này là chuẩn bị là gỡ rồi. Không có gỡ để lại cho mấy con chó ở. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ. Còn dành riêng cho mấy thằng này nữa ha. Dạ. Thì thấy cháu vui thì mình cũng vui cô chú anh chị. Là học sinh giỏi xuất sắc của trường, của thầy Tùng hồi nãy đó cô chú anh chị. Đó là bên trường thành lợi, học cấp 2 rồi. Năm nay là lớp 7, dạ. Tự trường lớp 7. Còn nhỏ xíu rồi, tội nghiệp xíu, ăn nhỏ xíu video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Cô chú anh chị xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào một video tiếp theo. Xin chào.